Cuối cùng thì các nhà sản xuất mainboard cũng đã tung ra các phiên bản socket còn lại dành cho CPU Intel thế hệ thứ 8. Nếu từ đầu năm trở lại, các bạn muốn build PC sử dụng chip Coffee Lake thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là main Z370. Thì nay chúng ta đã có cả B360 và H310, và đây chính là mainboard Asus Prime H310D, một trong những bo mạch chủ rẻ nhất dành cho Coffee Lake đến từ Asus. Được thiết kế với phần bo mạch phủ sơn đen ấn tượng, hỗ trợ 2 khe RAM Dual Channel DDR4 với bus tới 2666, một khe PCIe 3.0x16 và 2 khe PCIe X1. Các cổng kết nối của mình cũng rất đầy đủ, thoải mái như hai cổng USB 2.0, hai cổng USB 3.1 Gen 1 tốc độ cao, cổng PS2 2:1 cho chuột và bàn phím kiểu cũ, một cổng HDMI và một cổng D-SUB. Thậm chí mình còn hỗ trợ những cổng in-out đặc thù dành cho những thiết bị chuyên biệt như cổng COM và LPT. Và chúng ta cũng có thêm cả một khe M2 để gắn thêm ổ cứng, tăng tính nhỏ gọn cho hệ thống, hay thậm chí nó cũng có cả một dải đèn LED tích hợp vô cùng thẩm mỹ, cũng như rất nhiều công nghệ hữu ích khác được tích hợp lên sản phẩm giá rẻ này. Như vậy là với chỉ 2.039.000 đồng cùng thời gian bảo hành 3 năm, Prime H310D chắc chắn sẽ là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn cho những bộ PC giá rẻ hoặc cho những hệ thống giải trí đa phương tiện đòi hỏi tính gọn nhẹ, tối ưu giá thành mà không bị ăn bớt tính năng. Chi tiết về sản phẩm các bạn có thể tham khảo thêm tại trang web tncstore.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.